lấy em một vé với xe nè. 120 à? Bến tàu Cần Giờ Vũng Tàu đó các bạn. Đây có con tàu đang chạy vô. Cái này thì chắc cũng giống như mình đi cao tốc qua Phú Quốc với Nam Du Hòn Sơn nữa thôi các bạn. Đó, con tàu đang chạy vô. Ở đây nó đúng giờ ghê á. Hãng nói mình là 4 giờ. Tại số 15 phút là tàu tới bến luôn các bạn. Cái này các bạn mà đi trễ là các bạn dễ bị trễ tàu lắm nha. Đi phải chính xác giờ mới được. Bên đây là đội biên phòng. Đây có cái hàng dương đẹp đó này. Vô không được các bạn, có cái đồ biên phòng. Tàu này là tàu có cái lường ở giữa nè. Tàu này xịn nè. Đây cặp bến. Đây là cái cầu, cái đường lên. Giá vé hồi nãy mình mua là 120.000 các bạn, là tiền vé mình đi với tiền xe luôn, như xe là 70.000 cái gì này. Cái cổng hả, gần sông Ché này. Okay. Đây nhìn xịn lắm các bạn, tại vì nó mới. Còn ở đây không biết là của cái gì, bến hai hay là sao không biết. Nghe anh đứng đang chắc là chạy xe ôm. Đây là cái chỗ để xe máy nè các bạn. Ở ngoài kia là để xe lớn. Xe mình để đây rất là bự. Này để rất là nhiều xe luôn. Mà hơi bị xịn nha, có cái lạnh thôi luôn các bạn. Có cái lạnh luôn á. Phải rộng rãi luôn. Cái này để được cỡ 1, 2, 3, 4, 5 cái làn xe. Bên đây là cái cửa đi lên nè. Mình ra trước quay sơ các bạn xem rồi mình sẽ cho các bạn có cửa đi lên. Ở trước này, chỗ này là cổng xe lớn. Cái bãi rất là rộng luôn. Ở đây là bên trái của bạn. Như một cái cánh đồng nước luôn. Bên đó chắc là Vũng Tàu. Để đi lên trên. Trên nó cũng xem. Mình sẽ lên trên. Coi vé 100.000.
đồ xe máy thì thế nào bạn? Đây là cái hàng ghế. 2, 3, 4, 5 có mười mấy cái hàng ghế. Ủa cô, cái tàu này mình đâu có lên chơi được hả cô? Dạ. Dạ. Không có lên chơi được bạn. Ủa sao lúc kia mình nhớ là có người ra đây được mà ta? Cái này là không gian trên thì nó chỉ có mấy cái hàng ghế thôi với hai cái tivi. Để mình đi vòng vòng kiếm cái đường lên trên ta. Đẹp nha. Ủa anh, ở trên đây mình đâu có đi lên được chơi được không anh? Để em tính đi lên em quay phim chút xíu rồi em xuống rồi. Được. Được, được, bình thường. Dạ. À mở cửa này đi xuống luôn. Rồi rồi, cảm ơn anh. Mới xin anh đó đi lên trên nè. Đây mình sẽ thấy rõ hơn. Dây rồi các bạn, mình liều tháo ra lên quay cho các bạn xem. Ở trên nè, cái này chắc lúc trước rồi có cho lên đó các bạn, mà sau này dư hết rồi, hỏi căng dây à, mình xuống mình phải căng lại dây nữa, không có người khác lên các bạn. Trên đây thì chắc lúc chạy á mình quay nó mới đẹp được. Bây giờ lên thì chỉ thấy cao thôi. Hồi mình là cái đồ sạc luôn. Một cổng là 5V 1A, một cổng là 5V 2.1A, đủ xịn giờ.
mình chưa biết cái đường ra luôn các bạn. Để theo cái anh này, đây đây cái đường ra đây rồi. Cái này là cái mặt, cái này là cái chỗ nào của Vũng Tàu nó không biết nữa. Mình đi Vũng Tàu 4-5 lần rồi mà cái này mình không biết luôn á. Cứ mình bật cái bản đồ lên các bạn.